Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Meter. Em biết đấy, trong mỗi bộ truyện thì đều có những nhân vật phản diện, mà nhân vật phản diện thì đều có nhiều loại. Có người thì đã ác từ lúc sinh ra, có người vì hoàn cảnh mà làm phản diện, cũng có người vì muốn có sức mạnh mà đã đi theo cái ác. Và nhân vật mà hôm nay mình muốn nói đến cũng là một người trong số đó. Sinh ra đã mang theo cái ác trong mình, nhưng cái ác của hắn không được quyền lựa chọn. Sau này vì muốn thực lực đột phá đến tầng thứ cao hơn mà cũng chọn theo tổ chức tà ác. Người đó không ai khác chính là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, hay còn được biết đến là một trong hai vị đế của Thái Ninh Giáo. Ok, vậy thì cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi thành danh vang dội như là ác danh này của Cáp Lạc Tát như thế nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em những gì mình biết về hắn nhé. Trước khi đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát là một vị cực hạn đấu la thành danh còn trước cả Kình Thiên Đấu La. Nhưng ở thời điểm Kình Thiên Đấu La thành danh thì lại mai danh ẩn tích. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát truyền thuyết là sinh ra ở Đấu La Liên Bang trong một tòa thành thị nhỏ. Khi hắn ra đời thời điểm, trên người liền nây dính đồ vật không sạch sẽ. Vừa ra đời thì liền toàn thân trắng như tuyết, không có một tia huyết sắc. Hơn nữa ánh mắt cũng là màu xám cho. Sinh ra với dáng vẻ đó đã làm cho người nhà tràn ngập sợ hãi, nên đã trực tiếp đem hắn vứt bỏ. Nhưng Cáp Lạc Tát sinh mệnh lực phi thường là ương ngạnh, hắn được người cứu và đưa đến cô nhi viện, nhưng vì bề ngoài quái dị nên không được nhà nào nhận nuôi. Cáp Lạc Tát sống cô đơn trong cô nhi viện đến 5-6 tuổi, tuy không trải qua bất kỳ nghi thức nào mà cũng thức tỉnh vũ hồn. Mà hắn thức tỉnh vũ hồn liền chú định sẽ mang tai họa đến cho thế giới này. Lương theo lấy vũ hồn thức tỉnh đồng thời, hắn còn thức tỉnh một cái lĩnh vực. Nhưng do mới thức tỉnh nên lĩnh vực còn không tính là cường đại. Lĩnh vực thức tỉnh còn đồng thời xuất hiện 12 chiến sĩ khô lâu. 12 chiến sĩ khô lâu này bạo phát đã tru diệt toàn bộ cô nhi viện. Cả cô nhi viện lúc này đã trở thành tế phẩm đầu tiên, thông qua vã sinh giới vực cắn nuốt, chuyển hóa thành lực lượng cho Cáp Lạc Tát. Cũng từ đó mà hắn lột xác hồn lực thành tiên thiên mãng hồn lực. Lúc đó thì Cáp Lạc Tát cũng sợ ngây người vì không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn cũng cảm nhận được lực lượng, một lực lượng cường đại. Vì từ nhỏ đã chịu nhiều châm chọc, khiêu khích, nên tính cách của hắn âm u và đen tối. Hắn sử dụng minh giới vã sinh lĩnh vực, điều khiển 12 bộ khô lâu ra ngoài giết chóc. Nguyên bản lĩnh vực chỉ bao phủ có 10 thước, đã nhanh chóng tăng lên đến 30 thước. Sau khi bị quân đội phát hiện, họ đã giết chết hắn cùng với 12 bộ khô lâu, chôn vùi cả hắn cùng 12 bộ khô lâu xuống bùn đất. Nhưng dưới tác dụng của vã sinh lĩnh vực mà 7 ngày sau hắn đã sống lại. Sau lần sống lại đó thì hắn đã có được giáo huấn, không dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Hắn đi khai khỏi thành thị, đi đến các sơn thôn xa xôi tiến hành tàn sát. Mà ở trong tàn sát quá trình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng trưởng thành. Với tốc độ phát triển quá nhanh và khi thấy có nguy cơ bị phát hiện thì hắn đã mai danh ẩn tích. 10 năm sau thì lại xuất hiện, nhưng lúc này không phải là tàn sát một sơn thôn nữa mà là cả một tòa thành thị nhỏ. Năm 19 tuổi thì Cáp Lạc Tát cũng đã đột phá phong hào đấu la, số người chết trên tay hắn đã vượt qua 6 vạn người. Nhưng sau đó hắn lại một lần nữa mai danh ẩn tích, khi hắn 25 tuổi đã thành tựu siêu cấp đấu la. Nhưng khi đó thì số người tử vong trên tay hắn đã vượt qua 10 vạn người. Mỗi lần hắn mai danh ẩn tích, thực ra không phải không có giết chóc, mà là hắn vào biển giết chóc hải hồn thú. Vì trong biển sinh vật hay là hồn thú tồn tại gần như là vô cùng vô tận. Sau mỗi lần giết chóc thì hắn lại cần một khoảng thời gian để tiêu hóa và hấp thu. Không lâu sau thì Kình Thiên Đấu La Vân Minh của Học viện Sử Lai Khắc cũng tìm đến hắn. Lúc này Vân Minh đã là cực hạn đấu la mà hắn vẫn chỉ là một siêu cấp đấu la, nên đã bị đánh trọng thương bỏ chạy. Nhưng Hải Thần Các các chủ cũng bị thương nhẹ. Hơn nữa lời tiên đoán, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát cũng không có chết. Hắn rất có thể ở tương lai không lâu trở về. Sử Lai Khắc Học viện vẫn luôn giữ lệnh truy nã với Minh Vương Đấu La. Bất kỳ Sử Lai Khắc Học viện cường giả nào có phát hiện tung tích của hắn đều phải trước tiên hướng Học viện hội báo. Học viện sẽ toàn lực để đánh chết hắn. Khi hắn đăng lâm cực hạn đấu la thì đã đến Học viện Sử Lai Khắc để trả thù. Hắn đã cùng với Hải Thần các chủ đại chiến một trận, đánh đến thiên hôn địa ám. Cuối cùng lưỡng bại câu thương kết thúc. Nhưng vị này lực lượng hủy diệt thật sự là quá mạnh mẽ. Ngay lúc đó thì Long Hoàng Đấu La Long Dạng Nguyệt cùng với đời trước Truyền Ninh Tháp tháp chủ đồng loạt ra tay, đưa hắn đánh chết ở Sử Lai Khắc Học viện trên không. Từ đó về sau mà Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát xem như đã hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc đó Hải Thần các chủ từng có cảm giác Cáp Lạc Tát không dễ dàng như vậy tử. Lúc ấy tập hợp của tam đại cực hạn đấu la lực lượng gạt bỏ khẳng định không chỉ là thân thể của hắn, cũng bao gồm cả linh hồn. 100 năm sau hắn lại một lần nữa xuất hiện, chính là lúc chặn đường Đường Vũ Lân ở Tinh Na Đại Lục. Mà lúc này thì thực lực của hắn đã thăng hoa đến thần cấp độ, ngay cả Thánh Long Đấu La Ân Tử cũng không thể làm hắn lúc này.
Lúc này thì Cáp La Tát đã gia nhập Thánh Linh Giáo. Bề ngoài thì nhìn qua như chỉ là khoảng 30 tuổi, nhưng tuổi thật cho dù không có 200 tuổi cũng chỉ ít có khoảng 170 tuổi trở lên, là chân chân chính chính lão quái vật. Nhưng không may cho Cáp La Tát khi sỉ nhục tổ tiên của Đường Vũ Lân, cũng tức là sỉ nhục Đường Tam, nên đã bị Hải Thần Tam Sao Kích ấn ký trên trán của Đường Vũ Lân phản vệ. Đó theo cách khác là bị thần cách phản vệ, từ đó khiến cho hắn bị suy giảm một cách đáng kể. Ngay sau đó đã bị Ân Tù và Đường Vũ Lân nhân cơ hội đánh bị thương, sau đó buộc phải rút lui. Lần sau nữa xuất hiện cũng để chặn giết Đường Vũ Lân. Nhưng tiếc cho Cáp La Tát lúc này thì thực lực của Đường Vũ Lân có thể nói là viễn siêu lần trước. Hơn thế, lần này Đường Vũ Lân còn có sự trợ giúp của siêu thần khí Hải Thần Tam Sao Kích, đã có phần áp chế được khiến hắn phải sử dụng toàn lực. Nhưng dù sao các biệt lực lượng vẫn có, nên Đường Vũ Lân đã phải chọn rời đi bằng không gian thi Hải Thần Cửu Khảo. Trong trận chiến của đấu La Tinh với vực sâu vì diện thì Cáp La Tát đã ngã xuống, nhưng vì hắn làm quá nhiều điều ác nên Đường Hạo đã không hồi sinh hắn. Ok, cho nên là cuộc đời từ khi sinh ra đến khi thành danh vang dội như là ác danh này của Cáp La Tát mà mình biết. Anh em nghĩ sao về điều này thì để lại bình luận cho mình nhé. Clip của mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.